Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Máu sốt chân chân. Tại sao này? Này ở cái nhịp đập của tim ấy là đưa máu lên đầu, đầu nó cũng là cái vị trí xa, cho nên là nó bơm máu lên trên là gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt ở chân nó xa xa quá, cho nên thường thường những người chết thì thường thường là chết từ chân chết đấy, nó xa nhịp quá, máu đến từ lại dần trên là. Em ơi anh nhở, 78 là cái hõm ở ngay dưới bên chè, không bao giờ giữa đâu này, bao giờ cốt xuống này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 cái. Giờ anh đi thực hành cái thôi. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.